Kính chào quý khán thính giả thân thương của đài Việt Nam America TV. Quý khán thính giả đang bước vào chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Biển Xứ do Trần Thiện và Thu Hồng phụ trách. Chương trình được phát hình hàng tuần trên băng tần 57.3 vào 2 giờ trưa thứ Bảy và 10 giờ sáng thứ Tư. Thu Hồng xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ làn sóng 57.3 của đài Việt Nam America TV. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bước vào chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Biển Xứ. Thu Hồng xin chào anh Trần Thiện dễ thương. Trần Thiện xin chào cô Thu Hồng dễ thương. Thu Hồng xin chào anh. Chào Thu Hồng. Và xin chào người bạn dễ thương của chúng ta hôm nay. Kính thưa quý vị, thì trong thời gian vừa qua, trước đây chắc là không có cái loại trái cây này, nhưng mà sau này thì có. Là một loại trái cây chắc có lẽ là du nhập từ Việt Nam hay là các vùng Đông Nam Á gì đó. Nó màu hồng dễ thương lắm. Nó màu hồng dễ thương, được mọc trên một cái cây, nó giống như là cây xương rồng á. Ăn vô nó mát lắm. Đúng rồi, ăn rất là mát. Giò mà phía trong nó giống như hột é đen vậy đó. Và tên của nó là thanh long. Là một loại trái cây rất dễ thương, ăn rất mát. Thanh long, tức là trái thanh long. Và hôm nay thì chúng tôi cũng mời đến chương trình Tình Người Biển Xứ một người bạn có cái tên cũng dễ thương y chang như vậy, đó là bạn Thanh Long. Dạ, nhưng mà anh mặc áo màu vàng không được pin chút xíu. Không, necktie you wear the pink one. Có bông. Dạ, kính thưa quý vị, đây là bạn Thanh Long, có mặt cho chương trình Tình Người Biển Xứ. Bạn là gương mặt mới và giọng ca mới cho ngày hôm nay. Và để mở đầu cho chương trình, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức liền giọng ca của bạn Thanh Long. Thanh Long sẽ đến với chúng ta qua hai câu vọng cổ được mang tên là Nhớ Mẹ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Lòng con thảo như giọt sương hạt bụi, trong mẫu tử như ngọn núi Thái Sơn. Có cha có mẹ thì hơn, không cha không mẹ. Không cha không mẹ như đời rao bước qua mấy nhịp cầu tre, trở về nơi mai lá còn mây tình mẹ đã qua đời. Mẹ ơi, lòng của con tan nát hơi bời, trên bàn thờ cũ kỳ con thấy lạnh lùng nhọn buông tơ. Mẹ ơi, tuổi già đưa mẹ chịu đói no sao trước một mình, còn con thì trên bước lãng du bốn phương, trời đã làm thân duyên xưa. Mình mẹ lo ma trai trong tăng, nhờ láng giềng cô bác cũng thương, kẻ giao người tiền đua nhau giúp đỡ, mẹ cũng ăn uống đôi phần trong
trong cảnh mẹ quá con con. Sau khi chôn cất cha rồi, đêm đêm không ngủ mẹ ngồi thở than. Rồi về hết rồi hả? Đó là hai câu giọng cổ nghe đang đã rồi. Do bạn Thanh Long về trình bày. Sẵn đây Thu Hồng cũng xin nhắc lại, quý khán thính giả yêu mến chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Biển Xứ, muốn được tham gia chương trình xin hãy gọi cho Thu Hồng qua số điện thoại là 714-417-1030, 714-417-1030 để được đem tiếng hát lời ca của mình đóng góp cho chương trình vào gương mặt mới và giọng ca mới. Anh Trần Thiện. Và bây giờ thì xin giới thiệu với quý vị gương mặt cũ và giọng ca. Dạ. Chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức giọng ca của cô Thu Hồng. Và bây giờ thì Thu Hồng đến với chúng ta qua cũng hai câu. Hai câu giọng cổ được mang tên là Bông Hồng Cho Mẹ. Vì nhân cái mùa lễ Vu Lan đó quý vị, cho nên là những cái nhạc phẩm nó có liên quan tới mẹ. Mà thì... anh Thiện biết không, trời nóng oi bức thành ra khan tiếng quá. Không sao. Giờ anh giúp Hồng anh ca thế Hồng được hai câu này được không? Nếu mà anh làm được thì anh khỏi giới thiệu, anh tự hát luôn. Tại vì nó nóng quá cái hơi của Hồng cũng đi theo luôn. Không sao, không sao, không sao. Anh cứ hát đi khán giả cho người ta cho thông cảm cái điều này. Dạ. Xin mời quý vị cùng thưởng thức với tiếng đàn của nhạc sĩ Quỳnh Châu, Quang Hoàng và Minh Đức. Mẹ già như chuối băng, như xôi nếp một như đường mía lau. Bông hồng cài lên áo là niềm kiêu hãnh của riêng em, còn trong vòng tay âu yếm của sinh thành. Tình mẹ bao la tuôn theo dòng xưa thơm lành, ví như đại dương kia nghìn trùng không tác càng, thì lòng mẹ hiền như muôn trượng khó mà dơ. Mẹ nuôi con không tính ngày tính tháng, chỉ mong con mạnh lành khôn lớn nên danh. Đó là điều mẹ hằng mong ước, dẫu hàng gì mẹ vẫn không màng. Có tình nào đẹp bằng tình mẫu tử, có chữ nào thiêng liêng bằng hai chữ mẹ hiền. Áo em cài đóa hoa hồng, nắng chiều soi bóng gió lòng tóc tơ. Mắt em kết một trời mưa, bông hồng cài áo là bài thơ giang tình. Hai bài nào nghe cũng đã hết trơn. Quý khán thính giả vừa thưởng thức bài Bông Hồng Cho Mẹ do Thu Hồng vừa trình bày. Thu Hồng và anh Trần Thiện xin mạn phép tạm ngưng chương trình trong giây lát. Chương trình sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ làn sóng 57.3 của Đài Việt Nam America TV. Chương trình được phát hình hàng tuần vào 2 giờ trưa thứ Bảy và 10 giờ sáng thứ Tư. Mọi đóng góp ý kiến xin gọi cho Thu Hồng là 714-417-1030, 714-417-1030. Và quý khán thính giả cũng đừng quên gọi cho Thu Hồng để được góp phần
trong chương trình Tình Người Biển Xứ với khuôn mặt mới và giọng ca mới. Bây giờ chúng ta hãy trở lại với chương trình với anh Trần Thiện, Chuyện Vui và Chuyện Tầm Phào. Rồi, cảm ơn cô Thu Hồng. Anh Thiện ơi, yeah. Hồng thấy trời nóng, anh cũng nước mắt mồ hôi cũng ràn rụa. Tự nhiên nó ra, giống như là mình giống như là chảy mỡ. Nhưng mà good như là gì vậy, là anh được burn cholesterol. Trời really? Nóng gì là mình bớt được cholesterol. À, thấy hàng, không? Hàng gì mấy người làm lọ anh bị ốm hoài đâu không? cái bài đọc này thì chuyện collect nó, nhưng mà bài này không phải là một, không phải là chuyện vui, mà cũng không phải là chuyện tầm phào, mà nó là một bài đọc. Nó đơn giản, nó chỉ là một bài đọc. Và cái tựa đề của nó là đơn giản hay gọi người đó là mẹ. Bài đọc nó là như nó thế. Nó cũng là đơn giản luôn. Đơn giản. Nhưng mà không đơn giản. Thì nó là đơn giản là vậy mà. Tại vì khi chúng ta được sanh ra, lớn lên, thì cái người phụ nữ mà sanh ra mình, cái người đàn bà đó, mình chỉ kêu là mẹ thôi. Đơn giản là kêu là mẹ. Và bất cứ một danh xưng nào đó thì cũng chỉ là bao quanh cái chữ mẹ mà thôi. Thì câu chuyện nó như thế này là có một đứa bé nó sắp sửa được chào đời. Thì tức là thượng đế, mà thí dụ như ai mà sắp sửa chào đời là thượng đế, trên này cái liền nhỏ nó xuống dưới là bắt đầu nhẹ được đẻ ra. Đó. Thì thằng nhỏ này nó sắp sửa được xuống dưới để mà chào đời. Thì nó có những cái lo lắng của nó. Nó mới hỏi thượng đế như thế này. Thượng đế ơi, ngày mai ngài sẽ đưa con xuống trần gian. Nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá bé nhỏ và bất lực như thế này? Nó cảm thấy nó có những cái worry của nó. Thì thượng đế mới nói là trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo. Hay quá, vậy là bớt lo rồi. Thì thằng bé nó nói nhưng này con không phải làm việc gì ngoài ca hát mà vui cười hạnh phúc chứ. Nghĩa là trên thiên đàng nó chỉ có ca hát và vui cười thôi. Thì thượng đế nó mới sợ là xuống dưới nó phải cực khổ. Thượng đế mới nói thiên thần của ta sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất là hạnh phúc. Thì như vậy là ca hát và hạnh phúc con sẽ có đầy đủ. Thì đứa bé lại hỏi, và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với nhau bằng một cái ngôn ngữ mà con chưa hề biết tới? Trên thiên đàng nói với ngôn ngữ khác. Bây giờ đẻ ra dưới trần gian nói ngôn ngữ khác thì nó worry. Làm sao nói chuyện được? Thì thượng đế nói rằng thiên thần của con sẽ nói với con bằng ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe. Đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy cho con biết nói thứ ngôn ngữ đó. Tức là người mẹ sẽ dạy cho con biết nói tiếng nói đó. Rồi nó mới hỏi như thế này, con nghe nói chốn trần gian nhiều kẻ xấu xa lắm, rồi thế thì ai bảo vệ cho con được? Ở đây có ngài, ở dưới đó không có. Thì thượng đế nói thiên thần của con sẽ hộ trì cho con cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của vị thiên thần đó. Đó là bằng mọi giá người thiên thần đó là sẽ bảo vệ cho con đừng có lo. Nhưng mà con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy ngài nữa. Đứa bé nó nói như vậy, ta hồi nào giờ được nhìn thấy ngài, bây giờ không thấy nữa. Thì thượng đế mới nói rằng thiên thần của con sẽ luôn luôn nói với con về ta và dạy cho con cách thức làm sao nó quay về với ta, dù rằng ta luôn luôn cận kề bên con, chỉ là con không thấy mà thôi. Chỉ sợ là con lớn lên con đi làm lầm đường lạc lối, con đi xa ta, nhưng vị thiên thần đó sẽ chỉ đường cho con trở về với ta. Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngập tràn an lạc, nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế. Và đứa bé vội vàng hỏi thượng đế như thế này, thưa ngài, nếu bây giờ đến lúc con phải đi rồi, xin hãy cho con biết tên của vị thiên thần hộ mạng đó là gì. Thượng đế mới nói tên của vị thiên thần đó không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người đó bằng mẹ. Hay quá. Quá thank you, hay lường, quá you. Hay lường. Cảm người động đó, quá. Người đó anh sẽ đọc, lo anh cho đọc con. Nửa đường là Hồng cũng đã thấy mệt rồi, Hồng rưng rưng nước mắt rồi, Hồng đã hiểu rồi. Thì đó, đó cái người thì mẹ sẽ là lo cho người mình dìu dắt cho mình từ A đến Z. Đúng rồi. Phải không? Đúng rồi, không phải từ nhỏ đâu. Lớn lên cũng còn lo mà. Lớn lên cũng còn lo anh bây giờ giống như thậm chí giống như anh với Hồng. Mình 50 mấy 60 tuổi đầu mà mẹ vẫn lo cho mình. Đúng rồi, từ miếng ăn giấc ngủ. Gọi điện thoại luôn, nói đừng có ngủ, đừng có thức khuya nha con. Trời. Má ơi con biết rồi má ơi. Thực ra đó là cái sự lo mẹ lắng. Mẹ Hồng thì sợ mẹ. Hồng xấu lúc nào cũng muốn Hồng phải ăn uống kỹ lưỡng, phải tập cái đó là dùng. Lỗi của má em thôi. Đẻ ra con em xấu thì bà, cái đó lỗi của bà. Đừng giỡn nha.
I'm sorry. Rồi, bài của anh rất là hay, cảm ơn anh Thiện. Thank you em. Anh Thiện cho Hồng xin thêm một bài chuyện vui đi. Chuyện vui nha. Chứ không nói chuyện mẹ nữa, Hồng khóc nữa bây giờ đó. Nói chuyện này thấy buồn ha, nó thấy thấy cảm động ha, tại vì chuyện đó chuyện của mẹ mà. Anh nói sao mà anh Quang Hoàng cười kìa, anh không có nói em. Tự nhiên anh nói Hồng xấu rồi, tôi biết tôi xấu rồi, anh đâu cần phải nhắc đâu. I'm sorry không. Anh nói lộn. Anh nói lộn. Mẹ em xin em đẹp. Cho nên bà sợ em bị xấu đi vì thế gian là nhiều kẻ xấu làm cho em xấu đi. Anh nói quên chấm hỏi mở ngoặc. Anh nói quên. Vắn tắt quá thành ra nghe lầm. Nhưng không phải vậy. Thôi cứ coi vậy đi. Chết anh chưa. Sorry. Có câu chuyện như thế này. Mấy đứa nhỏ nó đi học ở trường thì bạn bè nó hay kể cho nhau nghe chuyện này chuyện nọ rồi đó. Đó là thường thường con mình nó đi học cũng vậy nữa, thì nó được là hấp thụ những cái tư tưởng mà từ bạn bè nhiều lắm. Bạn bè nói sao nó tin vậy, thì tự nhiên có anh thằng nhóc đó nó mới được bạn bè nó dạy cho nó biết là, ê bây giờ đó mày muốn moi tiền của người lớn không, tại vì nhiều khi xin tiền cha mẹ rồi khó quá đó. Nó chỉ là lao quanh bao nhiêu thôi đó, chỉ cách lấy thêm, chỉ có cách mày làm cái này là có tiền nè. Nói là làm sao thì bây giờ có một câu tao dạy mày, nó có một câu tao mày giờ mày lặp lại y chang câu này là có tiền đó. Nói câu gì? Câu gì nè, tôi biết tất cả sự thật về ông rồi đó, ông hay bà vậy đó, cứ nói câu đó đi, mày cứ nói câu đó là mày ăn chắc là xanh mặt liền mà đủ tiền còn muốn bao nhiêu bố cho. Cái nó nói ủa sao kỳ ta, câu này có gì, tôi biết tất cả sự thật về ông rồi đó hay bà gì đó rồi đó. Cái nói ủa sao kỳ ta, được không? Cái nó về nhà nó thử, cái nó gặp mẹ nó nói, Mommy, con biết tất cả những sự thật về má rồi đó. Cái ba nói, này, sao mày biết được? Cho mày 20, đừng có nói gì với ba mày nghe chưa? Vậy là work have money. Okay, được 20. Cái nói, work ta, ngon ta. Cái nó thấy ba nó vừa mới dắt xe vô nhà, vừa mới đậu xe nhà, bước xuống xe nó chạy ra. Papi, con biết sự thật về ba rồi đó nhỏ. Thấy không nhỉ? Khéo vô, sao mày biết vậy? Nè, không có được nói với má mày nha. Cho mày 40 à. Nhớ nghe chưa, không có nói gì nghe chưa. Thôi rồi, đã quá, được 60. Đã quá đã luôn. Cái nói, ủa, vậy là quất với người trong nhà, nhưng đối với người ngoài sao có quất không ta? Mình kiếm thêm, chứ ra ngoài kiếm thêm. Cái sáng hôm sau, con ông đưa thư tới, vừa đang bỏ vô hư vô thùng của trà đàn ở đây. Ông đưa thư, tôi biết sự thật về ông rồi đó nha. Cái ông đưa thư nó hỏi thử coi nó có quất với người ngoài không, chứ ba má thì được tiền ba má là ok rồi đó. Giờ thử ông đưa thư ông đưa thư, hả, con biết sự thật về ta rồi hả, lại đây với bà con. Oh no. Vô duyên quá à, lạnh nhất à. Chuyện khó tin nhưng có thật á. Thì là thằng nhỏ là con của bưu điện. Hiểu hết trơn. Hiểu hết trơn. Mà anh hơi bị hiểu chậm rồi. Anh slow motion. Ta nói ta hiểu nãy giờ rồi. Và kính thưa quý vị, để vui chơi quên chiến đấu, chúng ta trở lại với chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Viễn Xứ. Và bây giờ đây xin mời quý vị thưởng thức một lần nữa giọng ca của bạn Thanh Long. Và bây giờ Thanh Long sẽ đến với chúng ta qua một bản Một thể điệu Nặng Tình Xưa. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tích xưa thiêu phụ quá hồn giống phu, chắc tay cơ tạo nở nào xuôi chi, bài ra lâm cảnh đón trường, anh em sao chẳng hãng thường, cho nên nhân tình chồng vợ gặp gia đình kết tóc xe tơ, 3 năm sau người em biết được, biết mình lỗi lầm nên đành cất bước ra đi. Nàng dâu sinh được 1 hài nhi năm tàn dài vào ra trong ngóng, mơ bồng tràn hình dáng chưa phai, sầu đau bế con thơ dài, người đi nhưng không trở lại, hy vọng như áo mộng ta
tâm sự đảo nề thâu canh. Hồng nhan bạc phận ngắm mùi tuổi thân, chẳng ai cay đắng mặn đồng. Bê con qua đá trong chồng. Thấy anh Thanh Long lịch sự không? Rồi, quá lịch sự. Lần đầu tiên lên đài với gương mặt mới và giọng ca mới mà anh cũng lên đồ rồi cũng ra vẻ lắm. Hồng xin cảm ơn anh. Cảm ơn anh Thiện ơi, Hồng có nhiều quý khán thính giả gọi cho Hồng đó. Okay. Hỏi là nếu mà có thân nhân ở xa ở những tiểu bang khác mà muốn xem chương trình Tình Người Biển Xứ của mình, người ta nói người ta muốn vô YouTube để coi lại chương trình của mình, anh biết là vô bằng cách nào không? Đơn giản là đề vô chữ Tình Người Biển Xứ. Vậy thôi à? Vậy thôi. Chị bấm vô YouTube. Hả? Giống như vô mà để nhạc của tôi thì có cái chỗ đó, còn của mình là vô YouTube mà đánh Tình Người Biển Xứ. Cái đó là ra Tình Người Biển Xứ VIEN và Tình Người Biển Xứ, xứ là X ha. Tình Người Biển Xứ là chữ X á. Có người chơi chữ xứ thành chữ xứ thì không biết. Đó là họ bông xứ, hoa xứ nhà này. Tình Người Biển Xứ. Xứ này là xứ. Quý khán giả muốn xem chương trình Tân Cổ Giao Dương Tình Người Biển Xứ qua YouTube, xin hãy bấm lên mạng Tình Người Viện Xứ thì sẽ coi được chương trình này. Hình như phải click vô ngày nào tháng nào thì có hết phải không anh? Thì đúng rồi, trên đó nó nhiều lắm mà muốn coi chương trình muốn coi ngày nào cũng được. Thu Hồng xin chân thành cảm tạ tất cả quý khán thính giả đã có nhà ý đón xem chương trình mà còn gửi mời đến những người thân mình ở tiểu bang khác. Thật là lấy làm hãnh diện và vui sướng được lòng thương mến của tất cả quý khán thính giả gần xa. Và anh Trần Thiện, hình như hồi nãy Hồng thấy là anh có tập một bài nhạc dễ thương phải không? Ôi, bây giờ bài hát sợ nó không đủ giờ. Dạ, anh kể câu chuyện này đi. Được, ok. Vậy được, là bài hát đó quận sau phải không? Ok. Rồi. Maybe. Ok. Ok. câu chuyện như thế này là thường bây giờ đó thời buổi này. Yeah. Thời đại bây giờ. Thời đại nguyên tử bây giờ. Nó rất nhiều người bị cái là nó mập phì. Giống như cái bụng của anh vậy đó. Đó giống vậy nè. Mà thường người đàn ông nhiều khi nó mập thì thôi kệ, nó mập cho không thấy mà bụng bự thì sang chứ đâu có sao. Đàn ông mà bụng bự thì sang nhưng mà ngược lại phụ nữ thì là không chấp nhận như vậy. Tại thứ nhất là bụng bự làm dễ cho người ta hiểu lầm là mình đang có bầu. Thứ hai nữa là làm cho người ta thấy mình xấu đi, mặc đồ không có đẹp, đúng không? Như ốm ốm như em mặc đồ em thấy đẹp không, đúng không? Ví dụ như tự nhiên em mặc áo dài cái bụng nó chưa chừng nàng nó vậy coi xấu, đúng không? Tức là anh muốn nói là người đàn ông bụng bự thì không sao. Đúng rồi. Nhưng mà ngược lại người phụ nữ không thích cái mình bụng bự chứ không phải ngược lại người phụ nữ không thích người đàn ông bụng bự. Đúng rồi. Anh nói không hiểu, không tưởng anh nói là người phụ nữ không thích người đàn ông bụng bự. Không mà thì không người anh không biết, ai thích bụng đâu bự có hết. Ai thích bụng bự hết đúng đâu rồi. Đàn ông đàn bà cũng vậy nhưng không mà tại có khi cái tạng lớn tuổi rồi. Cái tạng người giống như Hồng vậy, Hồng không ăn uống kỹ lưỡng, không tập thể dục cũng tròn u quá chứ. Không, thường thường là mình dây thì nó bớt bự chút đúng không? Nó cũng tròn dữ lắm á chứ. Có tuổi nhiều khi chưa có tên mà đã có tuổi dạ, đó. Đúng rồi, lúc này mình anh em mình hình như tuổi cũng hơi nhiều. Đó. Tên thì không có. Đó, tên thì chưa thấy gì mà tuổi nó bự ra. Cho nên là cái chiều ngang của mình nó cũng tăng trưởng theo cái tuổi. Hình như đo cái dây sợi dây nó gần hết dây của anh rồi không? Thì là có câu chuyện này là của mấy bà, của các bà phụ nữ. Dạ. Thì cũng đi có hai bà nói chuyện nhau đi, vậy cho nó dễ. Thì bà mới nói tôi đi bác sĩ nè, bác sĩ về giảm cân đó. Bác sĩ chỉ tôi phương pháp giảm cân này lắm, là người ta nói là đi bộ gì ha, rồi ăn kiêng gì đó. Không, bác sĩ này chỉ tôi kiểu mới kiểu gì vậy? Bác sĩ nói bà về bà cứ cởi ngựa đi, cứ một ngày cứ cởi 4 tiếng đồng hồ để bảo đảm bà sẽ ốm cho tôi. Ngựa đâu có mà cởi, mình biết một con ngựa mắc tiền lắm chứ bộ. Thì bởi vậy bác sĩ chỉ thì cứ làm đi, trời ơi tốn tiền thì đừng không thì ưa thắc mắc lắm mà hỏi mà không thì đúng rồi. Nếu ví dụ như mày sợ tốn tiền thì mập đáng chịu. Bà này bà lên thông tin tôi biết có chỗ mà cho mướn ngựa cho nó. Bà lên đó ngày bà mướn 4 tiếng hồ bà đi. Mà tuần lễ sau bà bạn hỏi sao thấy quớt không? Quớt quá trời quớt luôn. Quớt em ơi. Hỏi sao trời ơi tôi cởi mới có tuần lễ con ngựa xuống 10 kg. Nói chuyện chưa? Thế rồi. Ngửa. Anh kể chuyện gì đâu không à. Ngửa lệ đó mà. Đáng lẽ là bác sĩ bài cho bà thì bà cởi ngựa bà phải ốm. Ngựa đã ốm. Ngửa. Bà mập quá. Ngửa chịu thua. Con ngựa nó quằn mà nó quớt quá, nó đổ mồ hôi nó ốm. Anh nói chuyện không có không mà làm gì mà dữ vậy ông. Chuyện vui mà. Chuyện vui gì chuyện cười thôi chứ.
Rồi bây giờ mình tạm ngưng chương trình chút xíu. Dạ. Mời quý khán thính giả đang thưởng thức chương trình Tân Cổ Giao Duyên Tình Người Biển Xứ do Trần Thiện và Thu Hồng phụ trách. Chương trình được phát hình hàng tuần trên băng tần 57.3 của Đài Việt Nam America TV vào 2 giờ trưa thứ Bảy và 10 giờ sáng thứ Tư. Mọi đóng góp ý kiến xin gọi cho Thu Hồng 714-417-1030 và xin nhớ gọi cho Thu Hồng để được tham gia vào chương trình Gương Mặt Mới và Giọng Ca Mới. Sau đây Thu Hồng xin phép tạm ngưng chương trình trong giây lát. Chương trình sẽ trở lại sau phần quảng cáo. Thu Hồng xin cảm ơn quý khán thính giả vẫn giữ làn sóng 57.3 của Đài Việt Nam America TV. Chương trình vừa rồi thì do anh Quỳnh Châu phụ trách đời phần cố, cây đàn guitar. Yeah. Thì phần sau cùng sẽ do nhạc sĩ Ngọc Thanh đảm trách với cây đàn guitar. Và Thu Hồng xin trở lại với anh Trần Thiện với bài nhạc. Cái vấn đề là cái chương trình Tình Người Biển Xứ là một chương trình rất là giàu có. Yeah. Không có chương trình nào mà xài nhạc sĩ dư đến như chương dạ, trình đúng này. Dạ đúng rồi, dạ. Keyboard thì cũng dư nữa đó, đó nha. Đó, yeah. Đó, phần đầu là nhạc sĩ Quỳnh Châu phụ trách. Dạ. Yeah. Thì cây guitar và phần sau là nhạc sĩ Ngọc Thanh. Dạ. Yeah. Keyboard mình thì dư nhưng mà anh Minh Đức là chánh. Anh Minh Đức lúc nào cũng là chánh. Dạ. Thì mấy là có người thấy thôi. Dạ, bây giờ thì để trở lại chương trình thì đầu giờ thì quý vị chưa nghe tân nhạc thì xin phép được đóng góp với một bản tân nhạc. Lâu quá rồi quý khán thính giả cũng chưa cũng không nghe mình hát đó. Bây giờ xin mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm được mang tên Tát Nước Đầu Đình. Alright. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Với tiếng đàn của nhạc sĩ Minh Đức. Minh Đức. Và tiếng ngựa chạy. Ngựa chạy của Minh Đức. Ngựa phi phải không? Đêm qua tắt nước nghĩa trước đâu đình, trời đêm trăng tỏ trước cái đêm trăng rằm. Bỏ quên chiếc áo chứ trên cành là cành hoa sen, là cành hoa sen. Em được thì cho anh xin, hay là em để chứ làm tin trong nhà. Ơi nàng ơi tình rằng đời, ơi nàng ơi áo anh chút chỉ đường ta. Vợ anh chưa có chứ mẹ già, mẹ già chưa khâu, mẹ già chưa khâu. Tình rằng tình vẫn chưa khâu. Áo anh chút chỉ đã lâu, mai mượn cô ấy về khâu cho cùng. Khâu rồi anh sẽ trả công, ít nữa lấy chồng anh sẽ giúp em một thúng xôi vò, một con lợn béo chứ một vò rượu tăm, giúp em đôi chiếu em nằm, đôi trăm em đắp chứ đôi trăm. Là chăm em đeo ý, giúp em quan tâm chứ tiền treo, quan năm tiền cưới chứ lại đèo buông cao, lại đèo buông cao. Thank you. Thay thế đã được thôi Hồng không dám nói. Thank you. Trời ơi, trời nóng nực như thế này mà anh Trần Thiện ca một bản nhạc có điệu cha 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 nghe cũng vui ha. À hả, nó vui. Yeah. Nó nóng luôn.
Và bây giờ xin trở lại với chương trình nha. Rồi giờ chúng mời quý vị thưởng thức giọng ca của bạn Thanh Long với 4 câu giọng cổ nhớ vợ hiền. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Tàu lá chuối sạc xào trong gió thoảng, hạt mưa buồn rơi tí tách ngoài hiên, bể con thơ mà da chẳng đắng yên, lòng nhớ mãi bóng vợ hiền năm cũ. Nghe tiếng mưa rơi cõi lòng tê tái, nhớ bạn tình chung mà lệ trái đôi dòng. Ta mấy năm dư trong tình nghĩa vợ chồng, làm sao quên được ngày chung chân sẽ gối, đã từng hoạt nồng tình đắp lành cho nhau. Nhớ dạng đừng tưởng đi, nhớ làng môi ánh mắt lẫn nụ cười, nhưng người vợ hiền năm cũ con đâu, nàng đã im lìm nằm sâu dưới ba tấc đất. Sống trong căn nhà mái dòm cột, ngày ngày nàng tần tảo bán buôn, khi đêm đến nàng ngồi dưới chân mây. Lúc tung thiếu nàng tạm dùng rau cháo, nhường bát cơm lành manh áo ấm cho chồng con. Nàng đã thật giả thương chồng như thế mà tôi đây. Nào đâu rõ thâu, cho một tâm lòng cao. Tâm rượu sớm trà chưa mê đậm đàn bà, nó gầy lá mắng chửi, ruộng bỏ dở
dù gặp bao cảnh đắng cay nàng vẫn lặng thinh không một lời oán trách. Cho đến đêm kia vì tàn hơi kiệt sức nàng mới ngã bệnh trầm kha và trút hơi thở sau cùng. Trước khi nàng nhắm mắt chân, nàng có trao lại cho tôi một số nữ trang và tiền bạc mà nàng đã dành dụm mấy lâu nay. Vì sợ chồng chỉ lạc bê tha nên nàng cố giấu để phòng khi hữu sự. Nghe nàng kể tôi thương nàng vô hạn, nhưng khi biết ánh nắng thì đã quá buồn. Trời đêm nay đầy mưa bão tiếng phồn trùng rã rít thê lương. Nhìn dáng của mình chập chờn bên ngọn đèn dầu mờ to, mà anh đây tím ruột bầm gian. Mình ơi hồn mình nguyện linh tinh thứ tha và chứng giám cho người chồng nhiều tội lỗi. Nay đã biết ăn năn bế còn thơ chẳng chọc nhớ vợ hiền. Từ nay anh ở dậy nuôi con cho tròn thủy chung với người qua thôi. Hôm nay mình đã thác rồi nhưng anh nhớ mãi trọn đời không quên. Quý khán thính giả vừa thưởng thức bốn câu vọng cổ nhớ vợ hiền do bạn Thanh Long vừa trình bày. Anh Hiền ơi, cái câu chuyện này giống như là bạc đãi vợ quá và vợ buồn quá, vợ đi luôn chết luôn, luôn. Chết luôn, tội nghiệp, tội nghiệp lắm. Nói đi bán muối rồi gì tào bạc thôi. Anh thì phải không, mặc dầu mà khi mà ba đi rồi cái bác còn nhớ phải không? Dạ. Mặc dầu bạn Thanh Long là không có chuyên nghiệp nhưng mà chương trình mình lúc nào cũng welcome giọng ca mới và gương mặt mới. Mà anh hát như vậy là cũng được lắm rồi chứ. Trời, quá đã chứ. Dạ, cũng được lắm. Mà dạ, câu chuyện cũng cũng hợp lý là tại dạ, vì ở đời mà nhiều dạ, khi đó mình có cái vật gì quý giá trong tay mình không có nhận ra. Dạ, đến khi mất rồi mình mới nhận ra đó là vật quý. Nhưng mà khi mất rồi mà nhận ra là đã trễ rồi, too late. Thành ra đừng bao giờ để cho mất too rồi late mới nhận ra, nên nhận ra từ lúc này. Tức là ông xã phải nói với bà xã là I love you và bà xã phải nói ông xã là I love you too. To you và to you too. Anh Thiện, xin mời anh gửi lời chào. Và kính thưa quý vị, là chương trình Tình Người Bản Xứ hôm nay đến đây xin được phép tạm ngưng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi trong suốt những thời gian vừa qua cũng như là theo dõi chương trình hôm nay. Và cũng mong đợi quý vị sẽ có những cái tiếng hát mới, những cái lời ca mới, những khuôn mặt mới để đến để đóng góp với chương trình như chúng tôi đã từng loan báo. Và hôm nay đây là cũng xin cảm ơn bạn Ngọc Thanh, quên, bạn Thanh Long, bạn Thanh Long có Dự Thanh rồi thì dạ, có Dự Thanh. Xin cảm ơn bạn Thanh Long đã đến để góp mặt trong chương trình với tư cách là một giọng ca mới và một khuôn mặt mới. Dạ, thì kính thưa quý vị, bạn Thanh Long này còn có nhiều cái biệt tài khác nữa nhưng mà trong tương lai chúng tôi giới thiệu sau. Dạ, ví dụ như sẽ là ảo thuật, là ca nhạc, tân nhạc sẽ mời nhiều được lắm. Bạn Thanh Long đến để giúp cho chương trình. Tương lai sẽ mời bạn đến dài dài. Chúc mừng. Và một lần nữa Thu Hồng xin chân thành cảm tạ tiệm mỹ phẩm Queen Secret, Orange County Construction and Company Incorporated, bác sĩ Peter Morita, California Karaoke, nhà hàng Tân Hồng Mai, Hải Beauty Salon, nhà thuốc Bắc Nam Bắc Hãng và tiệm vàng Zin đã bảo trợ cho chương trình Tình Người Biển Xứ hôm nay. Thu Hồng cũng không quên cảm ơn quý khán thính giả lúc nào cũng đón xem chương trình Tình Người Biển Xứ. Và nên nhớ, chương trình này chỉ có trên băng tần 57.3 của đài Việt Nam America TV vào 2 giờ trưa thứ Bảy và 10 giờ sáng thứ Tư do Trần Thiện và Thu Hồng phụ trách. Xin thân ái chào tạm biệt.